mới ra mắt vào tháng trước, iPhone 15 của Apple đang gặp khó khăn trên thị trường Trung Quốc. Theo dữ liệu từ nhà nghiên cứu thị trường GFK, doanh số bán iPhone 15 tại Trung Quốc trong tháng ra mắt đã giảm hơn 6% so với iPhone 14 của năm trước. Không chỉ về con số, người dùng Trung Quốc trên mạng xã hội cũng thể hiện sự không hài lòng đối với sản phẩm mới này. Các bài đăng trên Weibo về iPhone 15 đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem, và nhiều người chỉ trích giá cả cao và thiếu tính năng mới so với các đối thủ. Nhiều người còn so sánh với các sản phẩm điện thoại trong nước như Huawei Mate 60 Pro, coi đó là sản phẩm tiên tiến không kém. Một số người thậm chí cho rằng Apple đang kém hơn các đối thủ khác như Huawei, Xiaomi và Oppo. Các yếu tố như thiết kế tối giản của hệ điều hành iOS không đủ để thuyết phục người dùng. Với họ chỉ trích Apple về việc không thực hiện nhiều thay đổi đáng kể giữa iPhone 13 và 15, cũng như sự thiếu khác biệt lớn trong tốc độ xử lý, camera, pin và quá trình sạc. Kết quả là, nhiều người thậm chí không thấy cần phải nâng cấp lên iPhone 15.